phòng cảnh sát giao thông về đường bộ đường sắt BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị liên quan đã triển khai 69 chốt trạm kiểm soát ở các cửa ngõ tuyến đường lưu thông huyết mạch ra vào thành phố Hồ Chí Minh từ 0 giờ ngày 15 tháng 5. 12 chốt trạm kiểm soát cấp thành phố gồm trạm thu phí Long Phước, cao tốc Trung Lương, cầu Đôi, đường Trần Văn Dào, đường Ba Làng, đường Xuyên Á, quốc lộ 22, cầu Phú Cường, cầu Vĩnh Bình, cầu vượt Sóng Thần, quốc lộ 1K, quốc lộ 50, quốc lộ 1A, cầu Đồng Nai và 57 chốt trạm kiểm soát cấp quận huyện. Lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt trạm sẽ phối hợp với các lực lượng tiến hành kiểm soát 24/24 các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, với nhiệm vụ dừng người, phương tiện, hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, xử lý y tế, điều tra dịch tễ. Trưa ngày 15 tháng 5, phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ rạng sáng tới 6 giờ ngày 15 tháng 5, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng kiểm tra 2.585 phương tiện. Tổng số người kiểm tra đo thân nhiệt là 7.667 người và số người khai báo y tế là 7.156.